Chào cô chú chị đến với kênh Motor Điện Tổng Thái Quang Thái nhé cô chú chị. Thì hôm nay Quang Thái review và báo giá con motor giải điện rộng này cô chú anh chị. Con này 2,2 của chú anh chị ha. Đây là motor 2,2, motor tổng phát, hàng này chất lượng cao, đặc biệt cái dòng này là giải điện rộng nha cô chú anh chị. Thì điện này, cái con này thì chuyên phục vụ cho cô chú anh chị dùng có hiệu quả ở những nơi có điện yếu ha cô chú anh chị ha. Con này 2,2 này, BHP này của chú anh chị, tuôn 1400 của chú anh chị ha, ampe tối đa là 12 ampe, trọng lượng bản thân là nặng 20,2 kg này, công nghệ của Nhật ha, technology công nghệ của Nhật, hàng này sản xuất tại Việt Nam này của chú anh chị ha, hàng Việt Nam chất lượng cao, made in Vina. Thì con này là cái con chuyên phục vụ cho khách hàng, cho cô chú anh chị ở những khu vực điện yếu, xe khu dân cư, ngang của chú anh chị. Đó, thì cái thùng này nó xe kia này của chú anh chị, cái thùng ha, nó màu xanh ha, đây, cái thùng của nó đây của chú anh chị. Đó, có cái hồ này chuyên sử dụng này cho nuôi trồng thủy sản này của chú anh chị ha. Đấy, đồng Korea của chú anh chị ha. Thì bên Quang Thái bán rất nhiều hàng của toàn phát nha chú anh chị, rất là đa dạng mẫu mẻ của chú anh chị ha. Ví dụ như con này là con 3 kg này, anh khách ở Đồng Nai là chốt bên Quang Thái này, con này là motor giải điện rộng giống với con này này của chú anh chị, nhưng mà con này 2,2 kg, còn con kia 3 kg. Con 3 kg thì giá nó là 2,750 triệu nha chú anh chị. Và cái con này là hàng mà motor lõi đồng nhưng mà vỏ nhôm này, 3 kg này, giá là 2,3 triệu của chú anh chị ha. Còn con này thì 1,5 kg là 1,9 triệu chú anh chị ha, vỏ nhôm ha, lợi đồng 100%. Còn cái con này là cái con thân 3 phe của chú anh chị, điện 1 phe mà thân 3 phe. Con này thì vỏ gan ampe nó tối đa tới 20,4 ampe. Con này 3,5 kg mà xét nó cũng khá là nặng, 34,4 kg. Con này vỏ gan thân tơ hát nha của chú anh chị. Con này thì mình khách ở Đồng Tháp để chốt bên Quang Thái này. Cũng cảm ơn chú anh chị ha, để ủng hộ bên Quang Thái của chú anh chị ha, motor điện tổng phát Quang Thái. Thì con này 2,2 kg, giá nó là 2,5 triệu, giá trên là 3 vận chuyển nha cô chú anh chị. Khi mà Quang Thái chốt với cô chú anh chị á, thì Quang Thái có tặng cho cô chú anh chị nè 1,5 m dây điện và 1 phích cắm này chú anh chị ha. Thì tổng quan á, con motor này, motor tổng phát này á, thì cốt trục là 24 của chú anh chị, chuyên dùng cho điện yếu nè của chú anh chị ha. Lắp phốt này, lắp phốt chấn bụi đầu trục giúp cho bì bền bỉ hơn này của chú anh chị ha. Có cái phốt này, mặt trong nó là ôm vô cốt, mặt ngoài nó là ôm vô thân máy của chú anh chị ha. Con này là giải điện rộng, điện 160-170 là dùng ok nha cô chú anh chị. Giải điện nó rất là rộng, từ 160 cho tới 240 dùng được hết, tốt hơn nha cô chú anh chị. Giải nhiệt rất là tốt, nó có lắp giải nhiệt này của chú anh chị ha, lắp giải nhiệt này, cánh quạt phía sau nè. Đó, nó sẽ đưa một lượng gió xuyên qua thân làm mát động cơ của chú anh chị. Đó, thì Quang Thái test cho chú anh chị xem ha. Đó, thì motor chạy khá là êm, motor đang chạy theo chiều phải của động cơ chú anh chị ha, thì khá là êm. Đã sát máy cho chú anh chị nghe nè, đã sát máy cho chú anh chị nghe ha. Đó, nó đưa một cái quạt ở chỗ đây nè chú anh chị, cái quạt ở chỗ đây nó đưa, nó làm cho lượng gió bay xuyên qua thân, hai bên thân ha, làm mát động cơ của chú anh chị ha. Thì motor tổng phát á, thì theo Quang Thái tìm hiểu á, thì nhà máy đặt ở này, đợi Quang Thái quay cái thùng cho cô chú anh chị xem ha. Đây, nhà máy đây cô chú anh chị, địa chỉ là km 34+500 quốc lộ 5A, khu công nghiệp Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương nha cô chú anh chị. Motor tổng phát á, thì được thành lập khá là lâu rồi cô chú anh chị, từ những năm 2002 thì Quang Thái tính đến nay cũng là 22 năm rồi của chú anh chị. Thì hàng tổng phát phân phối kẻ nước của chú anh chị, cũng khá nhiều của chú anh chị đánh giá là rất là tốt. Và để đi xuất khẩu nha của chú anh chị. Mẻ của tổng phát thì khá là nhiều mẫu mẻ để phục vụ cho khách hàng của chú anh chị ha. Nhưng mà là bê nữa khá là à, của chú anh chị ha. Thì hôm nay ông Thái cũng giới thiệu cho cô chú anh chị biết về thêm một dòng
của motor của Toàn Phát, dòng giải điện rộng đó, chuyên phục vụ cho cái mạng lưới điện ở xe khu dân cư đó, thì điện yếu của chú anh chị, đa số ở vùng mà xe khu dân cư như đầm hồ đồ hoặc là bơm nước mà ở rẫy đó mà xe của chú anh chị, hoặc là mình bắt vô đầu xịt phun thuốc rồi mà xe đường dây lớn á, thì nó điện này chắc chắn là sẽ yếu nha cô chú anh chị. Về Toàn Phát, nhà máy Toàn Phát đã nắm được tình hình là nhu cầu của chú anh chị và bà con mình á, cần dùng cái motor này, nên đã đưa ra cái sản phẩm này đến cô chú anh chị dùng cho nó đạt cái hiệu quả cho công việc của mình, kinh doanh sản xuất của mình cho nó tối ưu nha cô chú anh chị. Thì Quang Thái sẽ báo giá lại một lần nữa con motor Toàn Phát giải điện rộng, thì nó có 3 mẫu thôi cô chú anh chị ạ. Nó có một mẫu là 1,5 kg là 2 ngựa của chú anh chị, thì giá là 2,25 triệu. Thì con này thì 2,2 kg là 3 ngựa này, giá là 2,5 triệu, giá trên là bao diễn của chú anh chị. Và con này này 3 kg 4 ngựa thì giá 2,75 triệu nghe của chú anh chị, tôi chạm hết đó. Đặc biệt là cái dòng này, cái dòng giải điện rộng này nó không có tua nhanh, nó chỉ có tua chậm thôi nghe của chú anh chị. Motor thì lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng lỗi đổi motor mới nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip gần nhất. Chào thân ái, hẹn gặp lại cô chú anh chị. Xin chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip gần nhất. Xin chào cô chú anh chị. Xin chào cô chú anh chị.